Báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, ngày 12 tháng 11, Công an Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu bắt quả tang Nguyễn Minh Trung, 41 tuổi, ngụ Tuyên Quang, là lái xe chở khách của nhà xe SP tuyến Thái Nguyên Lai Châu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,11 gam heroin, qua test nhanh, Nguyễn Minh Trung dương tính với ma túy. Người này cũng khai nhận đã nghiện ma túy từ lâu và có một tiền án về tội đánh bạc, một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Nguy hiểm hơn, từ tháng 4 năm 2024 đến nay, hàng ngày Trung hai lần sử dụng heroin vào các thời điểm trước giờ lái xe ban đêm và sau bữa sáng. Lái xe này cũng tố giác cung cấp thông tin về việc một số lái phụ xe khách khác cũng thường xuyên sử dụng ma túy. Công an đang cùng có hồ sơ và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Báo Lao động đưa tin, chiều ngày 12 tháng 11, công an huyện Long Thành đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Đăng Quang, 22 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thu giữ 5 điện thoại, một xe mô tô, một con dao cùng 19 triệu đồng. Trước đó lúc 15 giờ 10 phút cùng ngày 12 tháng 11 tại xã Phước Thái, huyện Long Thành đã xảy ra vụ cướp tài sản gồm 6 điện thoại di động mới, tổng trị giá khoảng 90 triệu đồng. Đối tượng gây án là một nam thanh niên chưa rõ nhân thân lai lịch, sử dụng xe mô tô, biển kiểm sát 72D102760 đã dùng thủ đoạn giả vờ mua điện thoại, sau đó sử dụng dao kề cổ chủ tiệm, đưa vào phòng trói lại. Cướp xong điện thoại, đối tượng tàu thoát trên quốc lộ 51. Sau khi nhận tin báo của bị hại, công an huyện Long Thành đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ và lập hồ sơ ban đầu, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng. Đến 18 giờ cùng ngày, sau 3 giờ xảy ra vụ án, Công an huyện Long Thành đã bắt giữ đối tượng tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Địa Vũng Tàu. Báo Việt Nam Plus đưa tin, cầu T6 nối xã Vĩnh Phước với thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang vừa bị sập nhịp giữa, khiến một xe tải chở 30 tấn gạch rơi xuống kênh. Thông tin ban đầu, tài xế Đoàn Đức Vinh, sinh năm 1996, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, điều khiển xe tải biển số 68C 11210 lấy gạch từ Bình Dương vận chuyển đến cửa khẩu Giang Thành tỉnh Kiên Giang để giao hàng qua Campuchia. Khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 11, tài xế Vinh điều khiển xe tải di chuyển về hướng xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn. Khi xe qua cầu T6 thì bất ngờ nhịp giữa cầu đổ sập làm xe tải rơi xuống kênh. Tại thời điểm xảy ra vụ sập cầu T6, chỉ có xe tải biển số 68C 11210 đang di chuyển trên cầu. Sau khi xảy ra sự cố, tài xế Đoàn Đức Vinh thoát ra an toàn. Qua kiểm tra ban đầu, xe tải trên có tải trọng 19.450 kg, trên xe chở khoảng 30 tấn gạch, tuy nhiên cầu T6 chỉ cho phép phương tiện có trọng tải 5 tấn qua cầu. Cầu T6 nằm trên trục chính ra vào, xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Cao Quang Liêm, bí thư huyện ủy Tri Tôn An Giang đã có mặt tại hiện trường kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục. Do đây là trục chính ra vào xã Vĩnh Phước, ông Cao Quang Liêm đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng xây dựng cầu tạm cách cầu bị sập khoảng 5 mét để phục vụ nhu cầu đi lại thông suốt của nhân dân trong vùng. Hiện lực lượng chức năng đang trục vớt ô tô tải và điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định. Theo báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với công an huyện Hướng Hóa làm rõ vụ việc một nhóm thanh thiếu niên đánh thuốc nổ làm hư hỏng một quán tạp hóa trên địa bàn. Vào ngày 11 tháng 8, tại quán tạp hóa anh Nguyễn Phi Thờ ở xã Tân Thành, huyện Hưng Hóa bị kẻ gian đánh thuốc nổ làm hư hỏng quán và phá hủy tài sản trong quán, thiệt hại gần 50 triệu đồng. Nhận được tin báo bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 6 tháng 11, PC02 phối hợp với Công an huyện Hướng Hóa xác định những người liên quan đến vụ việc gồm Hồ Văn, 14 tuổi, Hồ Văn Mậu, 18 tuổi, Hồ Lê, 14 tuổi, cùng ở xã Tân Thành và một người liên quan khác là Hồ Thái Lan, 15 tuổi, ở xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa. Trong đó, Hồ Văn là chủ mưu cầm đầu. Theo điều tra, đầu năm 2024, anh thờ đến thuê đất để mở quán bán hàng tạp hóa tại xã Tân Thành. Trong quá trình bán quán tại đây, Hồ Văn thường xuyên đến mua thiếu và khi đòi nợ, Văn và anh thờ đã xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy, Hồ Văn đã thuê Hồ Văn Hậu và Hồ Lê đánh thuốc nổ tại quán tạp hóa của anh thờ để trả thù, làm cho anh thờ sợ, không dám mở quán kinh doanh tại địa phương. Sáng ngày 21 tháng 8, Hồ Văn Hẹn gặp và đưa tiền cho Hậu và Lê để đi mua thuốc nổ từ Hồ Thái Lan. Tối cùng ngày, nhóm trên đến quán anh thờ cùng chơi bài với nhóm khác ở trước quán và đến dạng sáng, nhóm của Văn đã nâng cờ cuốn, ném khối thuốc nổ vào phía trong, đánh thuốc nổ làm bung cửa quán, hư hỏng tài sản bên trong. Hiện cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Văn Hậu. Hai người còn lại là Hồ Văn và Hồ Lê không bị xử lý hình sự vì mới 14 tuổi. Báo Vietnamnet đưa tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa ba xe máy làm hai người chết, bốn người bị thương tại đường Ỉ Lan, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, công an thành phố Hà Nội cho biết tất cả các nạn nhân đều chưa có giấy phép điều khiển xe mô tô. Theo đó, khoảng 20 giờ 35 phút ngày 9 tháng 11, tại đường Ỉ Lan xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ba xe máy, làm hai người tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức và hai người bị thương nhẹ. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an huyện Gia Lâm đã khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gia Lâm bước đầu xác định thời điểm xảy ra vụ việc, NSH 18 tuổi điều khiển xe máy mang biển kiểm sát 29AB 413XX chở theo NDT 14 tuổi cùng chú tại đặng xá Gia Lâm di chuyển theo hướng từ dốc lời đi ngã tư sủi Phú Thị trong khi vượt bên trái ô tô đang đi cùng chiều phía trước xe máy của NSH đã lấn sang làn đường ngược chiều và xảy ra va chạm với xe máy biển số 29N1847XX do NTC 16 tuổi và NQC 15 tuổi cùng chú tại Châu Quỳ Gia Lâm điều khiển theo hướng ngược lại sau khi xảy ra va chạm, xe máy biển kiểm sát 29N1847XX đổ xuống đường và tiếp tục va chạm với xe máy biển số 29AH051XX do NVHD 16 tuổi điều khiển, chở theo VVC 16 tuổi, cùng chú tại Đặng Xá Gia Lâm. Sau cú va chạm giữa các xe máy, NTC và NSH tử vong tại chỗ, NDT và NQC bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, hai người còn lại bị thương nhẹ. Công an huyện Gia Lâm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Theo báo Công an Nhân dân đưa tin, ngày 11 tháng 11, Công an huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát thông báo truy nã hai đối tượng Vũ Ngọc Tiến, còn có tên gọi khác là Tiến Bách, sinh năm 1999, và Trần Xuân Điệp, tự là Tèo Điệp, sinh năm 1995, về tội gây dối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo hồ sơ vụ việc, tháng 7 năm 2023, Huỳnh Lê Anh Tuấn, sinh năm 2004, lên mạng Facebook mua một khẩu súng cùng 8 viên đạn với giá là 2,7 triệu đồng. Trưa ngày 2 tháng 8, anh Tuấn được Hoàng Tấn Phước, sinh năm 1995, dù giao quán ẩm thực Tây Bắc ở đường Trần Phú, khu phố Ngãi Giao, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhậu chung với Hiếu Đen, Quỳnh, Hải Đỏ, Bảo và một số đối tượng khác. Trong lúc nhậu, Phước kể nợ đoàn tấn đạt tự là đạt dâu sinh năm 1991 4 triệu đồng và bị đạt dâu đăng thông tin lên Facebook nói xấu Phước. Cả nhóm bàn nhau gọi cho đạt dâu đến để trả nợ nhưng thực chất là để đánh đạt dâu. Sau khi hẹn được đạt dâu, anh Tuấn, Quỳnh về nhà lấy súng, Hải về nhà lấy hai con dao rồi quay lại quán chờ. Về phần đạt dâu, vì từng bị nhóm Phước đánh nên sợ bị đánh nữa, nên rủ Vũ Ngọc Tiến, tự là Tiến Bách, Trần Hòa, tự là cu niên, Trần Xuân Điệp, tự là tèo điệp, cầm theo một cây dựa, hai dao tự chế, ba tuyếp sắt và một bình xịt hơi cay, rồi thuê xe ô tô cùng cả nhóm đến điểm hẹn. Cả nhóm đạt dâu cầm hung khí xông vào quán, nhóm Phước dơ súng lên trời bắn chỉ thiên. Sau đó, hai nhóm cầm hung khí giật đuổi nhau gây náo loạn tuyến đường Trần Phú. Công an huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu truy xét, bắt các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội gây dối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Trong quá trình điều tra, Tiến Bách và Tèo Điệp được tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng ngày 16 tháng 8 năm 2024, hai đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Do có đối tượng liên quan đang thực hiện nghĩa vụ quân sự nên công an huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với cơ quan điều tra hình sự khu vực 2 quân khu 7 ra quyết định truy nã hai đối tượng trên. Bất kỳ công dân nào cũng có quyền bắt giữ hai đối tượng trên nếu có thông tin về hai đối tượng trên, người dân liên hệ với công an huyện Châu Đức, số 354 Hồng Vương, khu phố Vinh Thành, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức số điện thoại 0254 388 1387 hoặc cơ quan điều tra hình sự khu vực 2 quân khu 7 số 5 Lương Văn Nho, khu phố 2, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Số điện thoại 0972 935 925 gặp điều tra viên Nguyễn Hoàng Lương.